Hãy thận trọng với những lời khuyên miễn phí, nếu không, nó sẽ là những lời khuyên đắt đỏ nhất cho cuộc sống của bạn. Có thể xảy ra chứ. Thế thì bây giờ nếu mà xác định được rủi ro thì lời khuyên của ông ấy là tích cực hay tiêu cực? À, đối với những người này thì gọi là tích cực, mà đối với người kia là tiêu cực. Anh nghĩ là vẫn có hai mặt trong vấn đề đó. Không, bây giờ mình nói cụ thể đây, trường hợp tình huống này mình là vận động viên bơi ba môn phối hợp, giờ ông bảo vệ ông bảo không xuống. Mục đích của mình đến đây là để tập bơi biển và sau đó thì không được bơi biển, thì là tích cực hay tiêu cực? Một cái tình huống rất là cụ thể đấy, ở đây. Dạ. Đúng không? Bố mình bảo không kinh doanh, mình vẫn kinh doanh. Dạ. Mình thành công và mình bảo bố mình là cái lời nói đấy là tiêu cực. Thế còn cái ông canh bờ biển đây, ông bảo không bơi và nếu mình xuống bơi. Dạ. Thì ông ấy là lúc đấy mình là tích cực hay tiêu cực? Đó là mình tiêu lúc nào. Thế thì bây giờ biết thế nào là tốt là xấu, là tốt là đúng là sai? Yeah. Và tích cực hay tiêu cực trong cuộc sống không? Chắc chắn là mình phải tất cả mọi vấn đề mình phải... Tất nhiên là khi mà hỏi như này thì mọi người sẽ bảo là à cái này nó giống như hỏi xoáy đáp xoay. Yeah. Nên cho nên là mọi cái lý thuyết ở trong cuộc đời này nó sẽ chả có quyết định gì cả. Nó tự nhiên chúng ta đấy, đặt câu hỏi như thế. Xong bây giờ là không biết đúng hay sai chỗ nào hết. Cái gì thế? Vậy thì bây giờ khi mà cái ý kiến của mọi người xung quanh... Yeah. Có ảnh hưởng cuộc đời của chúng ta là có ảnh hưởng thật. Nó có thể ngăn chúng ta tiến tới thành công. Trong cái trường hợp như là mình biết là mình kinh doanh thành công. Yeah. Mà bố mình bảo không kinh doanh. Yeah. Thì có thể đấy là một cái cản trở trong cuộc sống. Yeah. Thì mình ra ngoài bờ biển này. Mình gặp một cái ông bảo vệ bờ biển bảo đừng rơi. Mình cố tình mình xuống. Thì có thể mình mất mạng đi chơi. Yeah. Vậy thì trong cuộc sống này biết cái nào là tích cực, cái nào là tiêu cực trong cuộc đời. Đấy là cái hai cái tình huống giả định thôi. Nhưng mà thực tế trong cuộc đời này chúng ta liên tục chúng ta phải đặt ra các cái tình huống như vậy, chúng ta phải đối mặt với các tình huống như vậy và phải ra các cái quyết định là làm hay không làm khi mà có ý kiến của những người xung quanh. Yeah. Làm theo hướng A hay làm theo hướng B khi mà có những lời khuyên xung quanh như vậy. Vậy thì chúng ta luôn luôn có cái hệ thống bảo thủ bên trong. Yeah. Là sẽ giữ cái niềm tin, suy nghĩ của chúng ta, hành động chúng ta theo những cái trải nghiệm cũ. Yeah. Ví dụ như là trải nghiệm của ông bố mình. Yeah. Là ông không làm kinh doanh. Yeah. Ông ấy sẽ bảo mình không kinh doanh. Yeah. Bố mình rất yêu thương mình. Yeah. Quý mình. Nhưng ông bố lại làm nhà giáo chẳng hạn, hay ông bố làm công chức chẳng hạn, giờ khuyên mình kinh doanh là tất nhiên là không giống cái trải nghiệm của ông ấy. Yeah. Cho nên là ông bố mình rất yêu mình. Yeah. Nhưng nếu khuyên mình không làm kinh doanh thì chưa chắc mình đã nghe, bởi vì ông bố mình không có trải nghiệm về kinh doanh. Yeah. Mình là một vận động viên bơi biển. Yeah. Nhưng mình bơi chỗ khác chứ mình chưa bơi cái biển này bao giờ. Yeah. Cho nên khi mà ông bảo này ông đừng xuống biển thì mình phải hỏi lại ông là tại sao ông lại bảo tôi không xuống biển. Yeah. Ông ấy nói rằng là chỗ này có con nước rút, và với một vận động viên bơi biển thì mình đã từng trải qua nước rút. Vậy khi gặp nước rút trong những tình huống xấu thì mình làm gì, mình đã biết được cái bài đó rồi. Yeah. Xuống biển thì ai cũng phải học cái bài là gặp con nước thì làm gì, dòng chảy thì làm gì, đúng không? Tức là ôm phao trôi đi đâu thì trôi. Yeah. Nhưng mà khi người ta đã đưa ra cảnh báo và người ta có lý do thì mình phải làm, mình phải kiểm tra. Yeah. Thì ở đây vừa rồi đưa ra cái tình huống giả định ấy là mới dừng ở cái bước là họ đưa ra ý kiến, nhưng mình phải dựa trên cái gì để mình ra quyết định là mình có làm hay không làm. Thì đó là dựa trên là cái ý kiến đó đúng hay sai. Yeah. Và chúng ta thường hỏi là cái ý kiến đó đúng hay sai dựa trên cái gì. Cái ý kiến đó đúng hay sai thì lại phải dựa trên trải nghiệm của người đưa ra lời khuyên. Yeah. Cái ông mà làm bảo vệ bờ biển, nhiệm vụ của ông là không cho khách xuống, chỉ được ngắm biển thôi chứ không được xuống biển bơi, thì biển mùa này động và có dòng chảy, tức là cái nhiệm vụ của ông đã biết trước cái việc đó rồi. Yeah. Vậy thì ông ấy là chuyên gia trong cái việc đưa ra lời khuyên cho khách không xuống biển. Yeah. Vậy chúng ta phải tuân thủ. Yeah. Còn ông bố mình không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh. Yeah. Còn nếu ông là chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh thì bố bảo là phải nghe. Yeah. Đúng không? Bố bảo. Yeah. Là phải nghe. Nhưng mà bố mình không có kinh nghiệm chuyên gia trong lĩnh vực làm về kinh doanh. Yeah. Nên đưa ra lời khuyên là lời khuyên an toàn. Yeah. Chứ không phải là lời khuyên thách thức. Yeah. Lời khuyên an toàn. An toàn cho mình và cuối cùng cuộc sống của mình sẽ an toàn giống như là bố mình. Yeah. Trong lĩnh vực về kinh doanh, cuộc sống, tiền bạc. Yeah. An toàn nhất của ông là không làm gì cả. Yeah. Còn ở đây trong cái tình huống này thì chúng ta thấy rằng là cái an toàn của chúng ta là ngồi yên trong bờ là đất đúng. Yeah. Vì nếu bơi ra dập rủi ro, cái xác suất rủi ro xảy ra rất là cao. Yeah. Thế tức là họ là các chuyên gia về lĩnh vực này, họ đưa ra lời khuyên thì chúng ta phải nghe. Yeah. Bởi vì họ có kinh nghiệm, có kiến thức, có trải nghiệm
Và nhiệm vụ của họ là đưa ra lời khuyên. Thì ở đây chính là cái lời chúng ta hay xin lời khuyên miễn phí từ những người xung quanh. Và cái giá phải trả cho những lời khuyên miễn phí là rất đắt đỏ. Như vậy cái tình huống đầu tiên đó là bố mình đưa ra lời khuyên miễn phí. Trong rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, khi trên 18 tuổi, cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng bởi cha mẹ rất là nhiều. Cho nên là đôi khi chúng ta nhìn nhận lại cuộc sống của mình, mình đưa ra lời khuyên cho con cái rất là cẩn thận trọng. Chứ không phải cứ đúng là được. Mà nó còn phải đúng vào hoàn cảnh, bối cảnh, không gian, rồi kinh nghiệm và trải nghiệm của mỗi người. Cái lời thứ hai, cái lời có lẽ trong cái cuộc nói chuyện ngắn này là hãy cẩn trọng với những lời khuyên miễn phí. Lời khuyên miễn phí đôi khi chính là những lời khuyên đắt đỏ nhất. Và cái lời khuyên thứ ba là chúng ta nên nghe và follow theo những cảnh báo chuyên gia. Những chuyên gia họ đưa ra ý kiến, họ dựa trên các con số, họ dựa trên các cái đo lường, họ dựa trên các cái trải nghiệm và kinh nghiệm nữa. Thì họ đưa ra lời khuyên thì chúng ta phải nghe. Giống như cái ông bảo vệ bờ biển. Đấy là một lời khuyên chuyên gia thì chúng ta phải tuân thủ. Dù chuyện đơn giản, ông ấy có thể trong cuộc sống không phải là cái gì đó, không phải là một ai đó. Nhưng ở trong cái bờ biển này, nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ không cho khách xuống, thì chắc chắn anh ta là chuyên gia trong cái lĩnh vực này, trong lĩnh vực cứu hộ này. Nên chúng ta phải nghe lời anh ta. Đấy, thì đấy chính là trong cuộc sống chúng ta nghe một cái lời khuyên là chúng ta hay xin lời khuyên miễn phí. Và rất nhiều người trong cuộc sống này vẫn đang làm tiếp tục là xin những lời khuyên miễn phí. Sẽ có những chuyên gia đưa ra những lời khuyên miễn phí, không phải là không có, nhưng mà chúng ta hãy cẩn trọng với những lời khuyên miễn phí từ những người không phải chuyên gia. Nó có thể đúng nhé. Ví dụ cha mẹ mình rất là yêu quý mình, luôn cho mình an toàn, đó có thể là lời khuyên đúng. Hãy thận trọng với những lời khuyên miễn phí, nếu không nó sẽ là những lời khuyên đắt đỏ nhất cho cuộc sống của bạn.